Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Long An dành hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo. Bổ sung 19.500 tỷ đồng ngân sách trung ương để chi cho đầu tư phát triển. Tin thế giới, Argentina tăng 21% lương tối thiểu. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Chương Đình Quệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Nghị quyết bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước trên 19.500 tỷ đồng cho 10 bộ cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước trên 18.500 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại nghị quyết số 43 của Quốc hội. Tại tỉnh Long An, khoảng 14,6 tỷ đồng là kinh phí ngân sách nhà nước mà tỉnh dành cho việc thực hiện chương trình hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động thuộc diện hộ nghèo trong giai đoạn 2022-2025. Theo đó, trong số kinh phí nói trên sẽ dành bao gồm hơn 12 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và gần 2,6 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đối tượng được hỗ trợ việc làm từ nguồn vốn này sẽ là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động ở vùng khó khăn và trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm dùng nghèo, dùng khó khăn. Các nội dung được hỗ trợ cụ thể như hiện đại quán hệ thống thông tin thị trường lao động, hỗ trợ giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư, thu thập phân tích dự báo thị trường lao động và hỗ trợ kết nối việc làm. Mục tiêu của chương trình nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng quá các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động, giúp họ nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa có quyết định về việc phê duyệt đề án thành lập phòng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ bố trí nhân lực cho phòng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ với từ 7 nhân viên y bác sĩ trở lên nhằm thực hiện công tác quản lý bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong thời gian tới được tốt hơn bệnh viện đa khoa long an là cơ sở chăm sóc sức khỏe đầu ngành của tỉnh hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện trong những năm qua có nhiều tiến bộ rõ nét chất lượng chẩn đoán điều trị bệnh ngày được nâng lên đặc biệt bệnh viện đã chú trọng đến các chỉ số thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị đồng thời trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt phục vụ cho người bệnh ở các khoa nội trú tạo đồng tin và sự an tâm trong khám chữa bệnh đây là yếu tố quan trọng để đơn vị đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ ngày càng tốt hơn Thưa quý vị, mỗi quốc gia có những biểu tượng thể hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc kỳ, quốc ca, quốc quy là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử, chính trị, văn hóa dân tộc. Những di sản quý hiếm này đang được bảo quản và phát huy giá trị tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Ba, Cục Giang Thư và Lưu trữ Nhà nước. Đây là bảo vật quốc gia, bộ sưu tập bản phát thảo mẫu quốc quy Việt Nam, niên đại 1953-1955 của họa sĩ Bùi Trang Chứ. Gồm 112 mẫu vẽ trên nền giấy, đã được gia đình họa sĩ tặng trung tâm lưu trữ quốc gia 3. Từng mẫu phát thảo từ đen trắng đến màu, khẳng định sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ và tâm quyết của người nghệ sĩ với tác phẩm đã được chọn là một biểu tượng của dân tộc. Chúng tôi cũng rất là trân trọng và cảm ơn gia đình của họa sĩ Bùi Trang Trước bởi vì đã gửi gắm cho cơ quan lưu trữ để cho các thế hệ sau có thể là tìm hiểu về cái việc mà ra đời của quốc huy. Cùng chế quốc huy, toàn bộ tài liệu liên quan đến quốc kỳ, quốc ca đều được lưu giữ và bảo quản theo công nghệ hiện đại nhất tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Giới chất liệu giấy đã được bồi nền, các di sản này được bảo quản với nhiệt độ là 20 độ, cộng trừ 2 và độ ẩm 50% cộng trường 5. Trước khi vào kho là chúng tôi phải khử trùng toàn bộ tài liệu để chống mối mọt. Rồi thứ hai là chúng tôi sẽ tiến hành khử axit tài liệu. Trong cái quá trình chúng tôi phải thường xuyên là vệ sinh tài liệu. Hiện công tác lưu trữ có nhiều đổi mới để quảng bá giá trị của khối tài liệu quý này thông qua các cuộc triển lãm in sách, đồng thời công chúng có nhu cầu cũng có thể tham quan hiện vật gốc. Đây là một cái cơ hội rất là quý giá thì mình có thể tiếp cận và có thể hiểu được rằng là để mà ra được cái văn bản quốc ca hay là ra được cái hình ảnh quốc huy như bây giờ thì các nghệ sĩ các bác ngày xưa đã chỉnh sửa rất là nhiều. Chúng tôi không phải chỉ có giới thiệu về cái quốc kỳ, quốc huy và quốc ca được lựa chọn và chúng tôi còn giới thiệu về cái quá trình mà những các cái biểu trưng tiêu biểu của dân tộc của đất nước như thế được sinh ra, được ra đời, được lựa chọn để cho tất cả chúng ta có thể thấy được cái sự kỹ lưỡng của các thế hệ lãnh đạo trước đây trong cái việc xác định cho cho dân tộc những các cái biểu trưng hết sức quan trọng. Quốc kỳ, quốc ca, quốc quy là bộ ba biểu tượng chính thức thể hiện đầy đủ và xuất tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý nghĩa, về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Quá trình ra đời của các biểu tượng Việt Nam là những câu chuyện đặc biệt xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử qua từng giai đoạn. Bằng việc làm cụ thể những di sản tư liệu này đang được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 gìn giữ và phát huy giá trị đến mai sau. Tiếp theo bản tin là những thông tin về một số chính sách giáo dục nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022 một là liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo đó cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng như đề thi bảo đảm độ tin cậy tính chính xác khách quan minh bạch công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh không vi phạm pháp luật thuần phong mỹ tục giang quá của việt nam đề thi mẫu được công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng đầy đủ bản quy đổi kết quả thi với khung tham chiếu chung châu âu Bản quy đổi kết quả thi với khuôn tham chiếu chung châu Âu được cơ quan quy định công nhận. Khai là chương trình giáo dục thường xuyên mới cấp trung học phổ thông. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ bao gồm 7 môn, trong đó ngữ văn, toán lịch sử là 3 môn bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, tinh học, công nghệ, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra còn có các môn học hoạt động tự chọn gồm ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, nội dung giáo dục địa phương. Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần một lớp, mỗi ngày học một buổi. Mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút. Thưa quý vị, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc đơn vị thu cơm rác tại xã Mỹ Hành Bắc, quyện Đức Hòa không thu cơm trong nhiều tuần, làm ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường, phóng viên thời sự đã đến hiện trường và ghi nhận thực tế. Đây là những hình ảnh mà người dân sinh sống tại ấp rừng chầu, xã Mỹ Hành Bắc cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi phản ánh với chính quyền địa phương, thì tình trạng này đã được khắc phục. Việc đơn vị thu cơm tạm ngưng là do chưa thống nhất về mức giá mới, nên khiến lượng rác ủng ứ cục bộ tại đường giao thông như phản ánh của người dân. Tiếp nhận thông báo, thì xã cũng đã kết hợp với phòng nguyên môi trường, mời cái đơn vị thu gom này đến để trao đổi và thống nhất thì đơn vị thu gom sau khi được vận động thì đã thu gom trở lại. thì do cái khoảng thời gian ngưng thu gom đó cho nên là rác thải nó bị dồn ứ. thì trong thời gian ngắn, rồi, tuy nhiên thì đơn vị xã miền Bắc cũng đã chủ động vận động dân rồi vận động cái doanh nghiệp thu gom tiến hành thu gom dọn những cái rác phát sinh tồn động đó. thì đến nay tình hình cơ bản là ổn. bên cạnh giải pháp trên, ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc cũng đã bố trí các thùng rác như thế này cho các hộ dân đang sinh sống tại đây để hạn chế tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định làm ô nhiễm môi trường. Trước nó đông quá giờ dục nó dơ quá thì không biết chỗ nào dục dục đóng dung luôn á. Trong cho mọi loại lấy rác lấy rác từ cũng mình địa phương xuống vận động này mỗi nhà để một thùng để một thùng thì nó gọn hơn. Mà nay nó giữ vệ sinh nó để một đống mà nhiều người quá thì không ai không giữ vệ sinh được bảo vệ môi trường sống không phải là trách nhiệm của riêng mỗi cá nhân tổ chức nào mà đây chính là việc chung của toàn xã hội do đó thay vì bỏ rác bừa bãi không đúng quy định mong rằng mọi người hãy chọn cách làm văn minh là bỏ rác vào đúng nơi quy định để môi trường sống luôn xanh sạch đẹp Chính phủ Argentina mới đây đã quyết định tăng 21% lương tối thiểu như một nỗ lực nhằm hỗ trợ người lao động trong bối cảnh lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ tăng cao. Theo thỏa thuận đạt được giữa Hội đồng tiền lương quốc gia Argentina, đại diện chính phủ và lãnh đạo các liên đoàn lao động tại quốc gia Nam Mỹ, quá trình tăng lương sẽ được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 tới, với mức tăng 7% mỗi tháng. Theo đó, mức lương tối thiểu tại Argentina tăng từ mức 47.850 peso hiện tại tức khoảng 348 đô la Mỹ lên 57.900 peso tương đương 421 đô la Mỹ. Ngoài ra, chính phủ Argentina cũng quyết định tăng số tiền trợ cấp thất nghiệp vào tháng 11 tới. Với quyết định này, tính từ đầu năm đến tháng 11 năm 2022, mức lương tối thiểu tại Argentina đã tăng 75%. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Tổng thống Alberto Fernandez nhằm hỗ trợ người lao động trong bối cảnh đà tăng lạm phát tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngân hàng Trung ương Nga nhận định, các mức giá và sản lượng dầu mà Bộ Tài chính nước này đề xuất để làm cơ sở trong quy định ngân sách mới nhằm sử dụng nguồn thu từ năng lượng cho quỹ tài chính quốc gia là quá cao. Theo các chuyên gia phân tích của ngân hàng trong ương Nga, việc Bộ Tài chính đề xuất sử dụng giá dầu thô ở mức 60 đô la Mỹ một thùng và sản lượng 9,5 triệu thùng mỗi ngày làm cơ sở là quá cao so với quy định ngân sách trước đó. Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu giá dầu cao cũng như mục tiêu sản lượng 9,5 triệu thùng mỗi ngày có thể gây rủi ro cho việc củng cố quỹ tài chính quốc gia. Được biết, hiện loại dầu xuất khẩu chính của Nga là dầu Uran đang được giao dịch ở mức trên 80 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, giá dầu uran ở mức 60 đô la mỹ một thùng là cao hơn đáng kể so với mức giá cân bằng của thị trường, dựa theo các yếu tố như giá dầu cần ở mức đảm bảo lợi nhuận cũng như mức mà các nước sản xuất lớn đưa vào ngân sách. Hàng loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng tái tạo đang được triển khai ngoài khơi bờ biển của Hà Lan. Theo kế hoạch, một trang trại điện gió với công suất 1,5 gigawatt sẽ được hoàn thành vào năm tới. 10 trong số 140 tuabin gió đã sẵn sàng cung cấp điện. Điện từ các trang trại này sẽ chuyển đổi thành điện cao thế để truyền vào bờ từ một trạm điện đã được xây dựng hồi tháng 7 vừa qua bởi công ty điện lực Genesee của Hà Lan. Một dự án khác trên biển Bắc có tên "Năng lượng của đại dương" với cách tắm năng lượng mặt trời nổi tạo ra một megawatt điện. Các nhà phát triển dự kiến sẽ xây dựng thêm các cụm pin năng lượng mặt trời nổi này có khả năng tới 50 MW điện. Cách đó không xa là dự án sản xuất hydrogen xanh của công ty Neptune với kế hoạch chuyển đổi điện tái tạo thành hydrogen. Lượng hydrogen này sẽ được chuyển vào bờ thông qua các đường ống truyền tải khí tự nhiên. Dù quá trình này hiện khá tốn kém, song các kỹ sư tin rằng trong tương lai giá điện sẽ rẻ hơn, và lượng hydrogen xanh này sẽ được sử dụng trong ngành vận tải hay luyện kim. Những bữa trưa tại trường, ai cũng hiểu được tầm quan trọng của chúng. Tuy nhiên, đối mặt với cơn bão giá và tình trạng thiếu lao động, nhiều nhà ăn tại trường học, ví dụ như ngôi trường ở Texas, Mỹ này đây, buộc phải cắt giảm lượng rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn của học sinh có món ăn kèm này ngày càng trở nên khan hiếm. Nguyên nhân một phần vì giá cả thực phẩm leo thang, một phần khác là không đủ nhân viên phục vụ. Mỹ là một trong số các quốc gia đưa ra những tiêu chuẩn dinh dưỡng về bữa ăn học đường tốt nhất thế giới. Nhưng khi chi phí tăng quá cao, nhiều trường học đang dần phải thay thế thực phẩm tươi bằng đồ đông lạnh và thức ăn chế biến sẵn. Trước sự cắt giảm bữa trưa của các nhà ăn tại trường học, nhiều bậc phụ huynh đã tính đến việc sẽ chuẩn bị bữa ăn cho con mang đến trường các chuyên gia dinh dưỡng lo ngại về diễn cảnh giá thực phẩm tiếp tục tăng cao, đặc biệt là vào cuối năm học khi nguồn vốn được phân bổ dần càng kiệt. Thoạt nhìn thì đây không khác gì một chú khủng long bạo chúa ngoài đời thật. Từ thân hình cử động cho đến cả tiếng gầm gừ, giống chỉ nghe và nhìn thấy trong phim, giờ đã trở nên thật sống động tại triển lãm Excel ở thủ đô London, nước Anh. Trong không gian hơn 20.000 20 mét vuông của triển lãm, hầu hết các loài khủng long hiện diện trong bộ phim nổi tiếng của Hollywood đã được tái hiện một cách chân thực. Khách tham quan còn có thể tương tác với những chú robot khủng long con giống như trong một vườn thú. Nhiều người hâm mộ phim ảnh cũng như trẻ em tỏ ra cực kỳ hào hứng với trải nghiệm có một không hai này. Nhà tổ chức cho biết, những khủng long tại triển lãm đến từ một công ty chuyên cung cấp các robot nhân vật hoạt hình cho các bộ phim điện ảnh và công viên giải trí mang đến những công nghệ hàng đầu cho người xem giống như trong chính bộ phim. Triển lãm sẽ mở cửa trong vòng 3 tháng để những người hâm mộ có thêm nhiều cơ hội chiêm ngưỡng và cảm nhận chân thực nhất về thế giới khủng long tưởng chừng chỉ có trên phim. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh Giờ truyền Hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.